mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, các chuyên gia năng lượng ước tính Ukraine đã mất khoảng một nửa công suất sản xuất điện. Hầu hết các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của Ukraine đã bị phá hủy, nơi cung cấp thêm công suất phát điện cần thiết để đáp ứng nhu cầu trong thời kỳ tiêu thụ cao điểm. Nhiều giờ mất điện tiếp tục diễn ra trên khắp Ukraine, chính quyền đang cố gắng xoa dịu những người bất mãn, thỉnh thoảng lại xuống đường biểu tình. Ở Kiev, họ đảm bảo rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện. Cư dân ở hầu hết các vùng tại Ukraine buộc phải ngồi trong tình trạng không có điện trong vài giờ, thậm chí đôi khi còn hơn thế. Tại Kamenskoye, vùng Dnipropetrovsk, người dân tập trung trước tòa nhà của công ty năng lượng lớn nhất đất nước DTEK sau khi điện bị cắt trong 17 giờ. Ban quản lý công ty kêu gọi kiềm chế những hành động như vậy với lý do thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được người dân Poltava đã chặn các con đường trong thành phố trong 2 ngày liên tiếp. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng bất thường. Ở Kiev, nhiệt độ cao kỷ lục đã xảy ra trong hơn 2 tuần, khoảng hơn 35 độ. Có hỏa hoạn tại một số cơ sở điện, tiêu thụ điện tăng do tải của tủ lạnh và điều hòa không khí tăng lên. Đồng thời, nghị sĩ Daniil Gedmansev khuyên người Ukraine không nên tạo ra một thảm kịch ở nơi không có. Nghị sĩ Daniil Gedmansev viết trên mạng xã hội, trước nguy cơ gây sốc cho thế hệ sinh ra và lớn lên với máy điều hòa, hãy để tôi nhắc bạn rằng 40.000 năm trước khi ra đời, loài người đã phải đối mặt với cái nóng không thể chịu nổi bằng xô, ao hoặc giếng. Điều này không chỉ giúp khắc phục mọi khó khăn, vừa nóng vừa vui. Tuy nhiên, do cư dân mạng không hài lòng, nên sau đó ông đã xin lỗi và xóa bài viết. Thư ký Hội đồng thành phố Kiev Vladimir Bondarenko cho biết, trong trường hợp xấu nhất, đó là đèn ở thủ đô Ukraine sẽ chỉ được bật 4 giờ mỗi ngày. Gánh nặng hiện nay đổ lên vai các nhà máy điện hạt nhân. Theo Giám đốc chương trình năng lượng tại trung tâm Zhazumkov Vladimir Omenchenko, Ukraine đã mất 70% tổng công suất phát điện, mức thâm hụt là 3 gigawatt. Đến đầu năm 2022, Ukraine có sẵn 36 gigawatt, đầu năm 2024 là 18 và bây giờ là khoảng 9 gigawatt. Các đối tác châu Âu có thể cung cấp thêm 1,7 gigawatt nữa, điều này rõ ràng là không đủ. Các nhà cung cấp chính là Hungary, Slovakia, Ba Lan, Moldova và Romania. Theo dữ liệu hải quan Ukraine, nhập khẩu điện vào Ukraine đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua, lên mức kỷ lục 78,5 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Kiev chính thức tuyên bố từ tháng 5 sẽ không xuất khẩu điện nữa. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy, trong 2 tháng qua, một số lượng đáng kể megawatt đã đến Romania mỗi ngày. Tuy nhiên, người ta đã tìm ra lời giải thích, được cho là đây không phải là phát điện từ các nhà ga của Ukraine mà là quá cảnh. Chuyên gia tiết kiệm năng lượng người Ukraine Sviatoslav Pavliuk cho biết, nói một cách tương đối, Slovakia bán điện cho Moldova hoặc Romania, điện đi qua lãnh thổ của chúng tôi và do đó có thể có một thời điểm cụ thể khi điện chạy từ lãnh thổ của chúng tôi đến Romania. Ba Lan liên tục được yêu cầu giúp đỡ. Thủ tướng Donald Tusk hứa với Tổng thống Zelensky sẽ tăng nguồn cung nhưng chỉ với 2 điều kiện bắt buộc không phụ thuộc vào Ukraine. Thứ nhất, Brussels nên miễn cho Warsaw các khoản thanh toán cho việc vận hành các nhà máy nhiệt điện đốt than. Thứ hai, việc nhập khẩu sẽ được thực hiện gián tiếp, EU sẽ mua điện của Ba Lan và sau đó chuyển hướng đến Kiev. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Rada đã thông qua lần đọc thứ hai một dự luật bãi bỏ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Chủ tịch Hạ viện Hàn Lâm Khoa học Trường Cao đẳng Ukraine Alexander Nakolny đã yêu cầu Tổng thống Zelensky phủ quyết đạo luật này vì trong điều kiện hiện tại, nó có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Trường Cao đẳng Ukraine lưu ý, điều này sẽ làm tăng chi phí của các tổ chức doanh nghiệp và hộ gia đình cho việc thắp sáng điện vào buổi tối trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Điều này sẽ có tác động đặc biệt rõ rệt trong bối cảnh mất điện liên tục do cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy. Công ty Ukrenergo hứa hẹn những cải tiến trong tương lai gần, việc khởi động một tổ máy điện tại một trong những nhà máy điện hạt nhân sẽ giúp ích. Ngoài ra, Ukraine hy vọng sẽ sửa chữa một số cơ sở năng lượng
Điều này có thể cung cấp thêm 2-3 gigawatt. Nếu đạt được thỏa thuận, EU sẽ tăng nhập khẩu lên 2 gigawatt. Nhưng ngay cả với một kịch bản lạc quan như vậy, họ khó có thể đưa thế hệ đạt mức tháng 3. Ukraine thừa nhận rằng những cải tiến chỉ có thể mang tính ngắn hạn và không đáng kể. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Alexander Khachenko cho rằng, trong điều kiện thời tiết thay đổi, dự kiến nguồn cung cấp được đảm bảo ở Kiev sẽ kéo dài từ 8 đến 10 giờ, điều tương tự có thể sẽ xảy ra ở các khu vực khác. Dự báo đáng thất vọng cho giai đoạn mùa đông, người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng dịch vụ tiện ích Oleg Popenko cho biết, nếu nhiệt độ duy trì ở mức âm 10 độ trong vài tuần, thì khả năng sống sót trong một tòa nhà cao tầng là một câu hỏi lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận rằng quân đội Ukraine sẽ không thể giành lại những vùng lãnh thổ đã mất bằng vũ lực. Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với BBC rằng, không phải mọi lãnh thổ đều có thể giành lại bằng vũ lực, tôi nghĩ sức mạnh của ngoại giao có thể giúp ích. Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước gây sức ép buộc Moscow chấm dứt thù địch và bắt đầu đàm phán với Kiev. Ông không loại trừ khả năng có thể trả lại các vùng lãnh thổ đã mất trong quá trình giải quyết hòa bình. Đồng thời, việc suy yếu của Nga trên chiến trường sẽ mang lại cho Ukraine vị thế có lợi hơn đối với ngoại giao giữa các nước. Kiev đã nhận ra đàm phán là điều không thể tránh khỏi. Chuyên gia quân sự người Anh Alexander Mekuris đã lưu ý rằng một số quan chức Ukraine bắt đầu hiểu được sự cần thiết và tính tất yếu của các cuộc đàm phán với phía Nga. Xét đến tình hình nguy cấp mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt, các cuộc đàm phán hòa bình là giải pháp hợp lý nhất. Chuyên gia này tin tưởng, hơn nữa, rõ ràng là sự ủng hộ với phương Tây dành cho Ukraine đã dần suy yếu. Ông nói thêm, doanh nhân Kim.com cũng tin rằng Ukraine cần phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga càng sớm càng tốt. Ông tin rằng sự ủng hộ không lay chuyển của phương Tây được bàn tán nhiều cuối cùng cũng đã trở thành một lời hứa suông. Ông Kim.com, cựu chủ sở hữu dịch vụ lưu trữ tệp Mega Upload đã viết, đã đến lúc đầu hàng và phải lập lại hòa bình. Ông Zelensky đã thực hiện toàn bộ lời hứa của phương Tây và mất tất cả. Ông Dotcom lưu ý rằng, ông Zelensky thực sự vẫn sẵn sàng phá hủy Ukraine vì lợi ích của những kẻ điều khiển người Mỹ. Tổng thống Zelensky thừa nhận, Nga cần có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai về Ukraine. Ông Zelensky cũng thừa nhận Nga sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai để giải quyết xung đột ở Ukraine. Tổng thống nhấn mạnh, tôi tin rằng đại diện Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Trước đó, Oleg Soskin, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Chukma đã cho biết ngân sách nhà nước của Ukraine đã bị tàn phá hoàn toàn. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, xuồng không người lái USV Magura V5 đã tấn công 14 tàu Nga, phá hủy 8 tàu trong số đó. Theo tờ Kiev Post, tạp chí nghiên cứu khoa học chính trị và an ninh của Ba Lan đã công bố nghiên cứu về các loại UAV hải quân hoạt động hiệu quả nhất được sử dụng trong xung đột Nga-Ukraine. Kết quả cho thấy, USV Magura V5 của Ukraine đã tấn công số lượng tàu Nga nhiều nhất. Nghiên cứu đã tập trung vào các USV được đánh giá hiệu quả nhất như Mykola, Magura V5, Mamay, Sea Baby, Toloka, TLK-150 và Mirika của Ukraine, cùng Oduvanchik, Dandelion của Nga. Các USV Ukraine đã tấn công 22 tàu chiến Nga và phá hủy 8 tàu. Riêng Magura V5 đã tấn công 14 tàu, trong đó có đánh chìm 8 tàu. Magura V5 được Ukraine sử dụng làm nhiệm vụ giám sát, trinh sát, tuần tra và tiêu diệt các mục tiêu của đối phương. Phương tiện này được Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine sử dụng mà cụ thể là đơn vị đặc nhiệm nhóm 13. Theo thiết kế, Magura V5 dài 5,5m, rộng 1,5m, tốc độ hành trình 40,7 km/h, tốc độ tối đa 77,8 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 833 km. Nghiên cứu viết, Magura trở thành phương tiện không người lái đầu tiên trên thế giới phá hủy được tàu đối phương, chứng minh hiệu quả cao khi tấn công và tiêu diệt số lượng nhiều nhất tàu đối phương. Dữ liệu không chính thức cho thấy, tổng thiệt hại của đội tàu Nga sau các cuộc tấn công từ USV Magura V5 là hơn 500 triệu đô la Mỹ. Tình báo quân đội Ukraine cũng đã công khai xác nhận dùng USV này tấn công các tàu Nga, bao gồm tàu trinh sát Ivan Hurt, hai tàu tuần tra Sergei Kotov, hai tàu đổ bộ D-144 Sena và D-295 Akula, tàu tên lửa Ivanovet, tàu đổ bộ cỡ lớn Seiza Kunikov và hai tàu cao tốc chuyên dụng RIF-75. HUR cũng nhấn mạnh, tên lửa R-73 được triển khai trên các USV đã chứng minh hiệu quả và tước đi quyền thống trị của Nga ở Biển Đen. Trong khi đó, nhà máy chế tạo máy Kinisev KMZ ở San Petersburg của Nga đã cho ra mắt USV mới có tên là BBKN Oduvanchik.
OSV này được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng và 10 chiếc đã được thử nghiệm ở vùng xung đột Ukraine. Theo đó, OSV Oduvanchik có tốc độ tối đa 80 km/h và phạm vi hoạt động 200 km với tải trọng 600 kg. Thưa quý vị, một số nước ủng hộ Ukraine mới đây cam kết sẽ cung cấp tới 60 chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất cho Kiev vào cuối năm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky than thở rằng những nước phương Tây ủng hộ Ukraine vẫn chưa giao một chiếc F-16 nào trong số hàng chục chiếc mà họ đã cam kết. Ông tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Anh BBC hôm thứ Năm rằng các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất sẽ giúp chống lại sự thống trị trên không của Nga và mở khóa bầu trời. Trong hội nghị thượng đỉnh Vilnius của NATO được tổ chức vào tháng 7 năm ngoái, các nước Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển đã thành lập liên minh F-16, sau đó có sự tham gia của Hy Lạp, Mỹ, Bulgaria và Pháp. Một số quốc gia đã cam kết tài trợ máy bay của quân đội họ, trong khi những quốc gia khác giúp đào tạo phi công cho Ukraine. Nói về những chiếc tiêm kích F-16, ông Zelensky nói với đài truyền hình Anh rằng đã 18 tháng rồi mà máy bay vẫn chưa đến được với chúng tôi. Đầu tháng này, chính phủ Hà Lan sắp mãn nhiệm tiết lộ rằng họ đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao F-16 cho Ukraine và việc này sẽ diễn ra sớm. Amsterdam đã cam kết cung cấp tổng cộng 24 chiến đấu cơ F-16. Cùng thời điểm đó, Đan Mạch cũng xác nhận đang trong quá trình chuyển giao 19 máy bay chiến đấu như đã hứa cho Kiev. Bỉ dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine 30 chiếc F-16 và Na Uy tuyên bố có kế hoạch gửi 6 chiếc. Phát biểu tại Washington DC bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng này, ông Zelensky phàn nàn rằng số lượng F-16 được các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cam kết quá thấp. Trong đó, phía Kiev dự kiến sẽ triển khai được không quá 20 chiếc. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, đề cập đến số lượng máy bay chiến đấu ước tính mà Nga đang sử dụng. Ngay cả khi chúng tôi có 50 chiếc F-16 thì cũng chẳng là gì, họ có tới 300 chiếc. Khi ở thế phòng thủ, Ukraine sẽ cần một phi đội gồm 128 chiếc F-16 để có thể ngang hàng với Nga, ông Zelensky cho biết vào thời điểm đó. Moscow cảnh báo rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu của phương Tây cho Kiev sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với NATO. Moscow cũng nhấn mạnh rằng nếu máy bay cất cánh từ các căn cứ nước ngoài và được sử dụng để chống lại lực lượng của Nga, những cơ sở này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!